ba hai con một cân hay là tôm mẹ? Hai ba tấn tôm thì hai trăm rưỡi cân thì đấy, mua 7 cân à? Chào buổi sáng mà các bạn nhé, hôm nay mình sẽ đi trải nghiệm cái chợ đồ mối rau củ quả Hà Nội nhé, thủ đô, giữa lòng thủ đô. Chào buổi sáng các bạn nhé. Hôm nay mình đang ở cái chợ đầu mối của Hà Nội. Bây giờ mới ra tầm khoảng 3 giờ sáng, đã rất là tấp nập trong cái chợ này. Ở đây mình thấy có một hàng bán rất nhiều bí. Đây, bí xanh này, bí đỏ này. Rất là nhiều mọi người. Đây, không khí ở chợ chúng ta thấy là rất là đông người, tấp nập mọi người. Xe cổ chạy hôm, tất cả các xe máy đấy. Ra mình đã thấy là mọi người đã mua được hàng mà sau đó là đã xuất lên xe này. Về các cái chợ lẻ để bán này. Ở khu vực này thì cực kỳ nhiều cà rốt và hành tây nhé, xếp như núi. Cà rốt đây và đóng trong các cái túi rất đẹp. Mình sẽ đi vào khu bán thịt. Ở đây mình sẽ có hàng thịt bò, đuôi bò đây, rất là nhiều. Và khu này là khu bán thịt lợn của mọi người. Ở chỗ này mình thấy có một hàng bán giấy hàng bán măng, sản phẩm măng Tây Bắc. Đây, rất là nhiều. Chỗ này là hàng bán thịt lợn. Mua cái lấy cái thịt vai này, lấy cái thịt vai này hả bác? Phần có nhiều nạc quá không? Bây giờ mình đang ở bán thịt này. Đây còn đi cầu ô tô vào trong này nha mọi người nha. Xe máy chở hàng rất là nhiều. Chỗ này mình thấy có hàng bán nấm này, rất nhiều loại nấm và hoa thiên lý này. Đây mọi người đang tất bật với hàng để đóng hàng. Đây có một cái sung nhé, đây và có chục sung. À, mình bán nào đấy ạ? 12.000 một cân sung. Sung này với muối cứ ngon. Ở đây sở dĩ cái chợ này sáng cái tầm buổi sáng sớm rất là đông, người ta mua về ở các cái chỗ bán ở các cái chỗ này. Không khí phải khẩn trương, rất là khẩn trương. Về để người ta đang kịp bán hàng. Đây là củ cải, cà rốt.
loại đỗ. Xe ra rồi xe vào cực kỳ nhộn nhịp luôn. À, sẽ ra cho hàng này đúng với tôm này. Tôm tôm rất là tươi ra. Mọi người có thể thấy là mình đang ở cái hàng cá đấy. Vâng, chào bác. Vâng, bác bán hàng ở chợ này ạ? À? À, bác đi giao cá. Bác đi giao cá. Cuộc sống các quốc. À vâng. Đây nhá, mình đang ở cái hàng thì đang bán cá này, cá sống này. Cá chấm này, đấy, cá mè này, đấy, cá chép này, đấy, rất nhiều loại cá nha mọi người. Nhỏ đây đều có nha mọi người nhé, rất nhiều loại cá này. Ở cô này thế là bán rất nhiều cá nước ngọt. Đây là cá chim. Ta là mình thấy có mặt hàng bán cá biển nha mọi người. Cá nục rất là to. Đây đường thì hẹp, xe vào thì đương nhiên là rất là khó khăn rồi. Đi mạnh vào. Thế đó, có mặt hàng bán đầu bán ốc biêu, bán ốc biêu mà đồng tâm này. Có mặt hàng bán lươn và chạch, cá quả này, rất nhiều cơ, cá quả rất là to. Và đây có một ếch, rất nhiều ếch. Các hàng rau bó, người ta bó vào cũng bó thành bó to, sau đó mua về và phải tách ra làm các cái bó nhỏ để bán ở các cái chợ là chợ cóc. Những món hàng mà bán giá cá đỗ, có cái máy để sang giá đỗ rất đấy, thấy họ bán rất nhiều cái lá gừng thì rau má này. Thế nên có bán ngô và gà bổ sắn. Đây, chỗ này có cực kỳ nhiều xúc tu, xúc lơ xanh, cải thảo. Đấy, và chợ này mình cũng thấy là có một hàng, một em bán nghêu nhá mọi người nhá, bán đồ biển này. Đây, con nghêu ấy. Đây, con nghêu biển. Cái nghêu này bao tiền một cân hả em ơi? 16 ngàn một cân ạ. Nói chung là giá hợp lý nha em nhỉ. Và ở chỗ này thì mình thấy có một cái xe rất là lớn là chở hành tây ở Nhật Bản này. Đây mình ra phía bên ngoài, mọi người có thể thấy là xe rất là nhiều, rất nhiều các xe chở hàng ở các nơi đến. Còn ngoài đường này mọi người có thể thấy
xe đổ vài trăm mét. Tất cả các nơi chở nông sản về đây bán này. Xe đổ dài luôn. Tất cả các địa phương ở quanh thủ đô chở nông sản về đây bán. Ở phía ngoài đường này người ta bán hoa quả rất là nhiều, rất là nhiều hoa quả. Đây là chỗ này là vào quốc lộ 32 nhé. Phía trước mặt kia là địa phận của huyện Hoài Đức. Chỗ này là có khoai lang này, rất nhiều chanh, ớt, quất rồi mọi người. Ở chỗ khu vực này mình thấy là có bán na, dưa vàng, trên đấy bán na, rất nhiều na. Đây hàng dưa hấu, đây người ta bán nhãn. Cảm ơn gì không? Quả 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 đấy quả gì đấy ạ? Có mắc cọp. Lên nâu. Cái quả này là bao tiền cân? Đây mình thấy có rất nhiều quả, rất nhiều quả mà mắc cọp nhá. Dưa vàng này. Cam. Đây, toàn bộ khu này là khu người ta bán hoa quả nhỉ. Đây mình thấy bán cái hàng thanh long, nho. Theo như mình quan sát thì chợ buổi sáng này người ta họp là chiếm đến một nửa cái lòng đường của quốc lộ 32 ở phần này, và trong này chỉ đến tầm 5 giờ 5 rưỡi sáng là sẽ giải tán luôn cái chợ này, và để nhường cho phần lưu thông của mọi người. Đến cái hàng này mình thấy bán rất nhiều bơ, bơ và xanh leo. Đây là của vùng Tây Nguyên chuyển ra này. Và rất là đẹp. Đấy, không khí buổi sáng sớm mọi người thấy không? Cực kỳ nhộn nhịp luôn, cực kỳ đông. Video của mình cũng xin tạm dừng ở đây. Mình xin chào các bạn, mong mọi người sẽ xem, đăng ký và ủng hộ kênh của mình nhé. Giáo sư Trung Tăng. Xin chào mọi người. Hẹn mọi người ở trong các video sau.